Jennifer Connelly, nữ thần Hollywood khiến đàn ông toàn thế giới ngã gục, hiện ra sao ở tuổi 51? Jennifer Connelly từng khiến cả thế giới trầm trồ bởi nhan sắc cổ điển, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm ở tuổi 18 đôi mươi. Jennifer Connelly sinh năm 1970, là nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng Hollywood. Thời trẻ, cô được biết đến với nhan sắc xinh đẹp đậm chất cổ điển, xứng danh nữ thần làm cả giới giải trí choáng ngợp và đàn ông toàn thế giới ngã gục. Sinh ra tại Catskill Mountain, bang New York, Jennifer lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là người buôn bán quần áo, còn mẹ là người bán đồ cổ. Tuy nhiên, ngay từ bé, Jennifer đã thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt xinh đẹp đáng yêu như thiên thần và đôi mắt sâu biết nói. Ngay từ khi mới lên 10, Jennifer Connelly đã bắt đầu xuất hiện trên các bìa quảng cáo, tạp chí nhờ được một người bạn của cha mình nhìn chúng và giới thiệu. Tiếp sau đó, cô nàng trở thành gương mặt quảng cáo nhí quen thuộc trên truyền hình nước Mỹ trước khi chính thức đến với sự nghiệp diễn xuất. Jennifer nhận vai diễn đầu tiên trong bộ phim Once Upon a Time in America, ghi hình năm 1982, khi cô mới 12 tuổi và phát sóng năm 1984. Dù chỉ là một vai phụ trong phim và chưa tròn 18, nhưng Jennifer đã đốn tim hàng loạt khán giả bởi nhan sắc trong sáng đẹp cực phẩm của mình. Sau đó, cô tham gia hàng loạt tác phẩm như Labyrinth 1986, Ether 1988, Some Girls 1988, The Hotspot 1990, nhưng đều ít gây được tiếng tăm. Mặc dù vậy, nhan sắc của Jennifer tuổi 18 đôi mươi vẫn gây kinh diễm, danh tiếng vang dội khắp Hollywood. Bước ngoặt của Jennifer xảy đến khi cô xuất hiện cùng Jared Leto và Marlon Wayans trong phim Requiem for a Dream. Vai diễn một con nghiện heroin đã khiến Jennifer được công nhận về tài năng diễn xuất và trở thành một ngôi sao thực thụ. Thừa thắng xông lên, Jennifer lại tham gia bộ phim A Beautiful Mind năm 2001 và giành giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong phim, cô hóa thân thành người vợ của một thiên tài toán học bị tâm thần, Sean Forbes Nash, do Shea Russell Crowe thủ vai. Sự nghiệp của Jennifer lên nhanh như diều gặp gió sau đó. Cô tham gia nhiều dự án phim và cũng đạt không ít giải thưởng, mặc dù hầu hết chỉ là vai phụ. Mặt khác, nhan sắc trưởng thành của Jennifer được cho là ngày càng mặn mà quyến rũ theo thời gian. Sắc đẹp cổ điển quý phái nhưng vẫn cực sexy khiến Jennifer luôn được xếp trong top đầu của dàn mỹ nhân Hollywood. Bộ phim A Beautiful Mind không chỉ giúp Jennifer có được giải Oscar đầu tiên, mà còn đem đến cho cô một người bạn trai bạn đời lý tưởng, Paul Bettany. Năm 2003, cả hai tổ chức lễ cưới tại Scotland trong sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ trên thế giới. Trước đó, khi quay The Crocketer, Connelly bắt đầu mối tình lãng mạn với bạn diễn Kelly Campbell. Họ đính hôn nhưng chia tay vào năm 1996 sau 5 năm bên nhau. Không lâu sau, cô yêu nhiếp ảnh gia David Dugan và có với anh một người con trai sinh năm 1997. Mặc dù Jennifer đã có con riêng với bạn trai cũ, nhưng Paul vẫn cưng chiều hai mẹ con hết mực. Sau này, cô sinh thêm cho chồng một cậu con trai tên Stellan và con gái tên Ernella Bettany. Vợ chồng Jennifer Connelly và Paul Bettany là một trong số những cặp đôi hiếm hoi giữ được tình cảm gia đình vẹn nguyên suốt gần hai thập kỷ. Hiện tại, họ vẫn có cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. Jennifer có thói quen ăn chay trường, vì thế cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai ở tuổi 52. Người đẹp ít đóng phim hơn, chỉ tham gia các sự kiện thảm đỏ sau thời trang lớn của các thương hiệu đình đám thế giới. Năm 2012, nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với vai Penny Benjamin trong bộ phim Top Gun Maverick của đạo diễn Joseph Kosinski. Trong phim, cô đóng cùng tài tử Tom Cruise. Dù đã U55, người đẹp gây kinh diễm cả Hollywood năm nào vẫn cực kỳ quyến rũ bốc lửa khiến khán giả mong ngóng chờ đợi sự trở lại của cô sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ A Doctor Cheering trong Alita: Battle Angel năm 2019.